khát nước rồi đúng không? Rồi vô đây tao cho tắm. Trong đây chỉ còn một miếng xà bông thôi, cho nên là mình để ở đây cho nó ngâm bồn luôn, nó sạch luôn á, nó hết rồi. Tắm hai lần muốn vô lắm chứ gì. Vô đây ôi vô tới em tắm mà nó ụt luôn á. Được, mới về nhà mới mà thích nghi chơi hòa đồng vậy là ok. Xong rồi nó hay có trò nó vũ thì nhiều khi nguyên cục nước miếng dính lên mặt mình luôn, khủng khiếp lắm. Rồi anh em nghe tiếng là tưởng đang ở trang trại nuôi heo không đó đúng không? Thở kìa. Nghe nó thở kìa. Ok qua vô mày luôn. Thôi bốn con heo tắm vô một chỗ con bay em luôn. Trời ơi, chính làm dưới nước luôn rồi. Thôi bỏ đi, nhịn đi. Đứng gác chân lên. Chết cha, chân ngắn quá. Hello, mình là Nam Ngô. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Đây đi, đây mát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, sau khi cho tụi nhỏ đi chơi giờ nó mệt, nó vừa mệt mà vừa hôi nữa, thúi, cho nên là giờ tắm nó nha. Để xịt rửa cái chuồng trước đã. Ok, khát nước rồi đúng không? Rồi vô đây tao cho tắm. Tụi này nó rất là mê nước và nó nói chung là nó thích mát mẻ. Chạy chút xíu là nó thở không học. Rồi lấy nó cho vô tấm bồn luôn. Mệt chưa? À, mệt cho tắm sơ miếng nước á. Khoái nước lắm. Mình sẽ có hai bồn. Một bồn mình sẽ cho nó tắm xà bông ngâm sạch cho chơi xong rồi xả nó sạch, xong rồi mình cho qua một cái bồn sạch nữa. À, xả nước lại lần hai. À, mấy anh em cũng dễ thương. Mấy anh em thì đa số ở thành phố thì nuôi cũng mê cuốn nuôi một thời gian, nhưng mà xong ở đầu thấy không có đủ không gian các bạn, không có đủ không gian để mà cho các bé nó chạy nhảy, cho chạy ra đường á, cho chạy ra đường á thì là sơ sẩy một chút xíu á là mất con chó. Thì cà rốt bạn mình trước con bò sữa là có nuôi một bạn buôn khác rồi, cho nó đi vòng vòng ngoài đường chơi trước cửa nhà thôi, rồi nó giang hồ chạy qua tả cái mất tích luôn. Rồi bạn này là đón sau. Cho nó ngâm bồn luôn. Còn trong đây chỉ còn một miếng xà bông thôi, cho nên là mình để ở đây cho nó ngâm bồn luôn. Cái chai này á, cái chai này bị viêm da, cho các bé nó tắm ok lắm nha anh em. Nè con bê lúc trước cái lông ngay chỗ lưng của nó nè, nó bị viêm da nè, bạc bạc đây, rụng hết lông luôn. Thì mình cho tắm mấy lần à là nó sạch luôn á, nó hết rồi. Tắm hai lần sao uống nước hồ sen chi nữa, mình có nước trong kia mà. Bữa hôm bê nó chui xuống hồ sen luôn, chuẩn bị xuống giờ á. Ra đây gì lộn bò sữa chứ, ra đây sữa ơi. Có nằm tội nghiệp kìa, nằm mệt kìa. Thất vọng quá, tốn bao nhiêu calo không ăn vọng được gì hết.
xúc cho hết luôn. Muốn vô lắm chứ gì, vô đây. Rồi cái này thì để bơm nước sạch bên này đi. Này lát qua đây tắm nước sạch. Rồi qua đây. Bay. Bay. Bồn luôn. Hình như là Lucy là con gái mà như thúi nhất nhà. Ham ăn quá mà. Nạn bê. Nhưng mà con này chưa thúi, ý nó con kia kìa. Lucy, 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 Lucy. Lucy, Lucy, Lucy. Lucy, Lucy. Đây gần. Đây. Một đứa con gái dễ thương nhưng mà hơi thúi. Vừa tới em tắm mà nó ột 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 luôn á. Lát tao tao cho tụi bay thoát lạng hai đực một cái vô đây. Tắm cho thơm, thúi quá rồi. Ba bữa nay bận quá chưa tắm thúi rồi. Ok, giờ cho con bê vô luôn. Ê quên, thằng bò sữa vô luôn. Đây gần, bò sữa. Ủa ai nhốt mày vô đây lại? Tự tụi nó nhốt hả? Ra đây. Ghê vậy, ăn bò sữa chui vô chuồng. Hai thằng này không biết thằng nào chơi nhốt nhỏ luôn. Đây gần, vô đây mát. Được, mới về nhà mới mà thích nghi chơi hòa đồng vậy là ok. Tụi bu lì này bực nhất là gì bác biết không? Nó nước miếng nhiều, xong rồi nó hay có cái trò nó vũ vũ, nhiều khi nguyên cục nước miếng nó dính lên mặt mình luôn, khủng khiếp lắm. Rồi anh em nghe tiếng là tưởng đang ở trang trại nuôi heo không đó đúng không? Thở kìa. Nghe nó thở kìa. Mát chưa? Cái con theo mình cảm nhận cái con bò sữa này do cái mũi nó ngắn nhất cho nên là cái hô hấp của nó như là nó thở khò khè nhất, bạn nghe nó thở rít lắm. Rất là rít luôn. Đã chưa? Không biết tụi bay có mệt không chứ ta mệt quá. Khom khom tắm bàn giặt này mệt quá. Thở ghê. Đứng ngâm bồn giống đây cho nó thơm, cho nó bớt thúi lại. Mua cái thùng này về tắm chó cũng ok em ha. Cái này hơi có không gian chút xíu. Cho đứng trong này cũng đỡ hao nước thì ở nhà. Giỏi, ngoan. Rồi, biết. Anh này lùn quá đứng không gác chân không tới. Lùn quá đứng gác chân không tới. Được cái nữa nó cũng chưa có ganh tị nhau. Chưa ganh tị. Sống hòa thuận đi. Mới đầu về lo thằng B với lại ăn bò sữa hàng đực nè. Thằng B tính nó cũng hơi cọc. Bê tính rất là ngoan ha, nhưng mà đối với con bé khác á nó hơi cọc, nó hơi làm dữ, còn đối với người nó ngoan.
lo là tụi nó ô, con này mụn rồi, quay coi bụng nè, bụng bia nè. Đứng lên rồi, đứng lên đưa cái bụng bia cho ta coi rồi. À, bụng bia nè. Bụng bia nè. Bụng quá bụng rồi. Cứ sợ là B với lại con bò sữa này lấn cấn với nhau. Nhưng mà cũng may mắn là không có gì. Ôi, tụi bay nhìn cái nước tụi bay tắm ra cà đen thôi lùi luôn á. Thôi thôi xả nước đi, qua đây chơi, chơi nước sạch. Khác dữ à. Anh này nhỏ nhẹ lắm nè. Ôi trời. Nó rít. Không, cái này đó chứng tỏ là cái đường hô hấp của nó là nó ngắn quá. Nó ngắn quá, nó dẫn đến cái tình trạng vậy. Xả cho sạch ba cái xà bông với lại lông rồi đi. Lại qua anh kia ngâm. Dưới tấm mèo luôn. Ok. Qua. Lên. Ôi nặng quá. Lên. Quá mệt luôn. Không lẽ nó tắm mà mình không được tắm. Mình cũng dơ như heo nè. Vừa mệt vừa dơ. Vô mày luôn. Thôi bốn con heo tắm vô một chỗ. Thằng B nó nói mày làm cái gì tao vậy xin. Ui giời, ui giời. Đã không, mát không? Mát không? Mát chưa? Đỡ thở chưa? Mệt quá. Mệt quá rồi. Mệt quá rồi anh Nam ơi. Cho chạy có chút xíu mà mệt rồi. Thằng bò sữa này nó đang trong cái thời điểm nó thay da, ấy thay lông. Cho nên là lông nó nhiều. Còn con B với lại con Lucy thì không có, cho nên cũng ít rụng lông. Có điều con Lucy nước biếng nhiều quá nha con. Bớt rồi mình chỉnh cái hệ thống nước biếng. Chỉnh cái tia nó nhỏ lại. Trời ơi, cục nào cũng lấy cho bá lửa à, thấy ghê mà. Nói chứ cưng à, cưng à. Cưng à, chứ không có giỡn đâu nha. Thôi tướng đứng nè. Clip này mà không được triệu view hơi phí. Hơi phí bộ đồ. À, nhớ nhắc anh đừng có view cao quá. Hư cái micro tốn mấy triệu à. Mát chưa? Ồ nó mát, nó bớt thở lại. Rồi ok. Bớt thở lại. À, tụi chó thường thường nó không thích nước. Mà mấy con chó, ba con chó mình sao con nào không mê nước á. Gặp nước mê lắm. Gặp nước nhảy cừng cững lên á. Ngâm bồn luôn, ngồi ngâm bồn luôn. Này hòa mình với chó. Vô đây. Nó chở anh chi vậy? Ẩu rồi. Anh em nhắm lại tôi không? Ôi ôi. Ôi một con bay luôn.
tụi bay tắm trong lá tụi bay sạch nhưng mà tao vẫn phải đi tắm lại đó. Bạn qua đây nè, bạn nhìn cái mắt của Lucy nó nhìn mình cực kỳ chiều mến luôn. Ánh mắt nó chiều mến lắm. À, mình cảm giác là nó nhìn mình mà giống như nó có thể hiện cảm xúc á, nó muốn nói điều gì luôn đó nè. Coi ánh mắt đấy nè. Biết rồi. Biết rồi. Để biết nghe lời nghe chưa, bớt cái tật ham ăn lại. Mình con gái mình ham ăn quá nó mất cái nết của mình hết. Trời ơi, gặp đồ ăn làm ghê. Gặp đồ ăn nó làm như là cái gì vậy? Là làng là sớm. Là con, đó. Cái thân mình lùng. Mình đi không tới là mình phải dùng thế, không mình cứ kê cái khúc giữa này mình ẻn làm gì mà vô được. Chỗ đó có gì đâu cho ve xe vô. Thấy không? Thôi có mặt à, mặt tổng trở như coi mặt hồng luôn. Ôi trời. Đã thiệt. Giống cái gì, giống ai ngoài đó. Ôi trời. Cái gì vậy? Bê tướng lật coi và giảm cân bớt cái bụng lại cho cơ bắp của này nó bự ra nữa. Tổ giọng tổ phải bụng má này. Có nhiều người nói là cho đẻ nhưng mà mình cũng đang suy nghĩ quá. Đang suy nghĩ quá. Không có thời gian chăm mấy con baby này nè, lỡ mà ra ra không phải không có thời gian chăm đây nè. Đã. Anh em nào muốn mà nói chứ cũng vui lắm nha anh em. Ngồi trong đây mà ôm ba con này cũng vui lắm nha. Anh em nào muốn trải nghiệm lên năm một farm. Nó ngoan, ngoan. Biết làm hài. Biết làm hài. Nặng bê. Trời ơi. Này cao kê tay vịn nè, coi vịn nha. Cao kê tay vịn. Vịn này ở đây. Vịn đây. Đào đào cái móng mày bén quá. Móng bén quá. Trời ơi, tính làm dưới nước luôn rồi. Thôi bỏ đi, vịn đi. Vịn. Chiến này mình thua rồi, nhịn đi. Dễ cưng, mát mẻ chưa? Ra chưa? Rửa nước miếng ra nè, nước miếng cho con bò sữa nè. Thôi rồi, rửa cái nó ra nha. Tắm về đủ rồi. Rồi cho Lucy ra trước nè. Lucy sạch rồi. Cái gì nữa bê, anh nói mày nhịn đi, cái gì bò sữa nhịn đi. Rồi, ra trước. Rồi, có khi mình luôn ha. Ngoan chưa? Bê điềm tĩnh. Điềm tĩnh lắm. Nè, xong. Đi ra vũ lông vũ cánh đi. Mày mập quá rồi bê, giảm cân bê. Bự quá. Rồi cái bò sữa. Đứng gác chân lên. Chết cha, chân ngắn quá. Đâu hãy dò lại. Rồi ok. Ra đi chơi. Ok các bạn. Vừa tắm cho tụi nó vừa giỡn hết cho nó vui vẻ ha. Chúc mong rằng các bạn cũng vui với clip này của mình. Ba tụi nhỏ nó rất là dễ thương luôn. Cực kỳ đáng yêu, cực kỳ dễ thương luôn. Tụi nó thơm tho nhưng mà mình giờ thú quắc rồi. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Bye bye, hẹn mọi người ở clip lần sau. Bye bye mọi người luôn nha, đi tắm đây. Hẹn mọi người ở phiên livestream kế tiếp nha. Hãy xem mình sẽ giới thiệu bạn dòng bếp nào tiếp theo đây. Thank you mọi người đã xem. Bye bye. Ủa làm hoài vậy? Tắt nước. Chà xuống dưới nó dơ nữa. Giờ